Hello mấy bạn ha, hôm nay mình xuất hiện ở một vùng quê ở của là huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang, mà mình sẽ phổ cập cho phụ huynh vào internet. Hôm nay mình đem cái cục phát wifi của bằng sim 4G của Huawei về đây, thì nó là LTE cách 4, download được 150 MB và up lên tối đa là 50 MB ha. Phạm vi phát sóng của cái cục wifi này nó là 200 m trung bình ha bạn, và nó chịu tải được tối đa là 32 user. Rồi bây giờ mình sẽ gáp vô cho bạn coi ha. Đây là hai cái anten này là thu phát wifi, nếu mà không có cái anten nó sẽ không phát xa được và tốc độ nó rất là chậm ha bạn ha. Cứ gắn vô và cái này tháo ra để chúng ta bỏ vào hộp thôi. Bạn cứ vặn nó theo chiều kim đồng hồ là nó sẽ vô, còn vặn ngược lại thì nó sẽ tháo ra ha. Thường cái gâu anten các bạn để nó xéo xéo gì nè. Rồi giờ mình sẽ cắm nguồn, do có điện thì mình cắm nguồn điện ha, còn nếu mà lỡ cúp điện mình sẽ dùng cái cáp này xài sạc dự phòng. Trong trường hợp này thì mình xài nên mình sẽ cắm điện. Đây là cái adapter của nó, chúng ta có thể reset về cái những cái thông số mặc định ở bên dưới này nếu mà trường hợp các bạn quên mật khẩu. Còn này là mình đã đặt, mình cài sẵn, mình lắp sim, bây giờ mình chỉ gắn lên là điện lên là nó cứ xài, và mình sẽ test tốc độ cho bạn coi thôi. Các bạn nhìn thấy không, trạng thái điện nguồn nó sẽ cháy trước. Ở đây nó có cúp nút power để mở nguồn, nhưng mà cũng không cần thiết phải bấm là nó tự lên nguồn ha. Và nút này là dùng để phe những thiết bị mà không cần nhập mật khẩu, mà nó thấy cái kiểu là mã pin WPS, cái này cũng không nói nhiều. Cái này là trạng thái điện nguồn nè, này trạng thái kiểu là nó khởi động hệ thống á. Cái này là trạng thái của cột sóng wifi, cái này là trạng thái của cổng mang lan, và cái này là trạng thái của sóng 4G. Bây giờ mình sẽ lấy iPhone ra là mình test cho các bạn coi. Rồi bây giờ là mình đang mở 4G trên iPhone, bây giờ mình sẽ tắt cái iPhone 4G đi. Để mình bật cái độ quay màn hình ha. Rồi giờ mình chuyển qua mình xài wifi. OK, wifi ha. Bây giờ mình chờ các bạn coi cái thông số kết nối mà cái cục này mình đang đang để đây. Ba huyện là tên của ông bố mình, thứ và tên ha. Thông số kết nối nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô speed test để mình đo tốc độ cho bạn coi. Xài speed test thì nó sẽ chuẩn hơn cái trang fast.com của Netflix, tại vì server kết nối là nó chọn được ở Việt Nam, còn cái thằng kia là chỉ có nước ngoài thôi nên tốc độ nó sẽ không có ok bằng. Nhưng mà mình vẫn thử cho mình coi, đang test trên con iPhone 7 ha. Nó đang kết nối tới nhà mạng FPT thành phố Hồ Chí Minh nè, các bạn thấy ngon không? Tương đương với việc mình lắp sim vào cái con điện thoại của mình hoặc là cao hơn luôn, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ ổn định hơn, tại vì cái bộ phát này nó tản nhiệt tốt ha, và nó có thể chịu tải nhiều hơn là so với việc chúng ta dùng iPhone phát ở quê. Mà các bạn thấy không, tốc độ down 41 m, 41.7 gần 42 tùy theo thời điểm thôi, và up nó cũng bao nhiêu đây, thì nó ngon hơn cái gói cước thấp nhất của Viettel 165.000 tháng chỉ được 30 MB thôi nha. Nếu mình xài thiết bị mắc tiền và ok hơn, giống như những con Acer mà có sim LTE, nó có thể đạt được tốc độ cả 100 m các bạn, nó gần max luôn á. Và cái này tốc độ thì nó cũng tùy thuộc vào cái vùng, đó là có nhiều người người ta xài 4G có Mobifone hay không, rồi cột sóng có Mobifone thế nào, nhưng mà ở đây là chắc chắn với bạn luôn là tốc độ này là rất là ngon. Hai cái điện thoại, một cái smart TV và máy tính thì xài để lên mạng, lướt web, xem phim, YouTube các kiểu thì ok. 100.000 một tháng là rẻ ha, rất là rẻ. Các bạn có thể sử dụng cái phương pháp này để các bạn cấp wifi cho xe buýt, xe khách, xe các kiểu, tại vì cái này nó chịu tải tốt hơn là những cái cục phát di động nhỏ nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ mở cái trang fast.com lên mình test thêm cho các bạn coi. Fast.com ha. Dĩ nhiên là lát nữa mình sẽ mở YouTube hay gì đó để cho bạn coi, nó load tọt hà luôn ở bên đây ha. Nó load được 16 MB, tốc độ down, nhưng mà server này nó ở nước ngoài lên 20 các bạn ha. Nếu mà mình chịu đầu tư thiết bị khoảng trên 2 triệu á, thì nó có thể là đạt được tốc độ max của gần như là cao lắm, là nó khoảng 10 khoảng 100 MB tốc độ down ha, còn up lên thì khoảng 50 thôi các bạn ha.
Mặc dù cái cũng là cùng cái chuẩn là LTE cách 4, nhưng mà cái router, cái modem mà 4G xịn đó, thì nó có những cái anten bắt sóng ok hơn, và cái nói chung là tốc độ nó có thể đạt được gấp đôi tốc độ cái cục này. Bây giờ mình sẽ mở YouTube lên các bạn, từ gây về sau là mình không có còn ngại. Nếu mà cái gói cước VBB51 không giới hạn này nó được phát triển, hiện tại là thị trường cũng rất là nhiều người mua cái gói này. Nè, các bạn thấy lót nè, ngon lành cành đào luôn nha. Mình sẽ chuyển qua Full HD cho bạn coi. Biết đó, ông đó mày cứ làm ông đó vô Lót phà phà luôn các bạn ha, nó chạy cái cây nè, các bạn thấy thanh thanh tính gì không? Mình có thể kéo cuộn bất kỳ vị trí nào, hầu như là đáp ứng tức thì luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm thử 4K cho bạn coi luôn. Mình sẽ 4K nhưng mà chắc trên điện thoại khó mà coi được cái độ phân giải 4K lắm các bạn ha. Nè, clip là 4K nè, nhưng mà để mình đặt độ phân giải lên. Trên điện thoại tối đa chỉ có Full HD thôi. Ở trên máy tính mình vẫn có thể mở 4K hoặc là những cái Smart TV á, mở, nhưng mà các bạn thấy là nó chạy rất là ngon. Rồi, ok các bạn ha. Giải pháp dành cho những nơi mà khó kéo cái internet nhưng mà có sóng di động tốt, đặc biệt là sóng mobile. Con này á, thì băng tần nó chỉ hỗ trợ sóng 4G thôi, 3G nó bị khóa mạng. Tại vì con này hàng nội địa của Nga hay là Trung Quốc gì đó, cũng là Huawei, nhưng mà nó chỉ xài được băng tần 4G ở Việt Nam thôi ha. Rồi ok các bạn, tốc độ này nó dư sức đáp ứng nhu cầu sử dụng mà của người dùng ở nông thôn, mà chi phí rẻ hơn. Thiết bị đầu vào đầu tư mình tổng cái bộ này á, cái này mình mua cũ lại cho nên giá nó khá là rẻ. Còn các bạn mua mới thì có thể là giá nó 1 triệu, 1 triệu ngoài hơn, hoặc là các bạn muốn xài được thì giá nó cũng tầm khoảng 900, 1 triệu gì đó cho cái bộ phát. Còn cái sim mình mua trước thì nó 790 nha các bạn, 6 tháng. Rồi ok.